Thật ra thì chị muốn nhắn nhủ đôi lời thế này nè. Cô Linh này nè, tốt nhất là nên im ngay tức khắc. Không đăng đàn, không lên YouTube, không video gì nữa. Và em Thìn này nè, là người chồng phải có trách nhiệm. Cấm ngay cái chuyện người vợ mình đang làm này lại. Vì Thìn phải hiểu một cái điều á, là cô Linh càng nói á, thì bố mẹ mình càng buồn. Ông bà càng buồn, cha mẹ đẻ mình càng buồn. Chuyện trong nhà, chuyện nội bộ đóng cửa lại mà nói với nhau. Đem lên mạng xã hội là sao? Cái cô này nè, không đủ. Chị thì chị cũng chưa gặp Tuấn, chị cũng chưa gặp cô Linh, chưa gặp Thìn, chưa gặp ai cả trong nhà. Nhưng chị chỉ theo dõi trên YouTube thôi. Anh hiểu ý không? Chị đánh giá vấn đề. Thì thật ra cái cô Linh này không thể so sánh được với cái bạn Tuấn. Cái anh Tuấn của thầy á, để mở một cái công ty là người ta đã đủ trình độ, đủ kiến thức, đủ tư cách pháp nhân. Cô Linh này làm sao so được? Mà càng nói càng thể hiện cái tính là ích kỷ, tham lam và đố kỵ của cái cô Linh này ra với anh Tuấn. Em hiểu điều này không? Tại vì chị nói nè, khi mà anh Tuấn này mở một cái công ty, đương nhiên là sẽ được nhà nước, sẽ được ở cái nơi anh Tuấn đăng ký giấy phép kinh doanh đó, người ta đồng ý, người ta mới cấp giấy phép cho anh Tuấn mở chứ. Em hiểu không? Có nghĩa anh Tuấn này là không phải trình độ tầm thường để mà thành là một giám đốc của công ty cà phê lâu nay. Dạ, chứ không phải là mới. Chị nói em là cái công việc của anh Tuấn này làm ăn lâu rồi đúng không? Chứ không phải mới. Cho nên cô Linh này không đủ tư cách gì đâu mà để mà ngồi đó mà lên mà nói như anh Tuấn thế nọ thế kia. Và cái công ty thiền định tuệ gì mà anh Tuấn mở ra đó. Dạ. Là thế nọ thế kia. Dùng những cái ngôn ngữ mà nói là thầy là cái con mồi béo bở. Rồi là thế nọ thế kia, là cái cô này càng nói càng ngu. Cái cộng đồng người ta đâu có phải là dại, hay là người ta đâu có phải là nghe mà không thấy. Người ta nghe, người ta nhìn, người ta nhận thấy, và người ta suy xét trong trí tuệ em ạ. Đương nhiên là trong cộng đồng đều nó có hai mặt, đúng chưa? Nhưng mà cái cô Linh này là quá ngu này. Cho nên chị cũng qua cái kênh của em đây, chị muốn nói là khuyên cái cô Linh này nè, và cái ông Thìn á, một người chồng nhu nhược, rất nhu nhược, khi mà vợ mình lên pháp luân cái gì á, thì mình cũng phải biết chứ, không thể ngồi đó nói là luật nhân quả. Cô Linh nó làm thì nhân quả, quả cái gì? Chậm nay tức khắc. Chị nói nè, bố mẹ mình còn sống sờ sờ ở đó, cha mẹ mình còn sống sờ sờ ở đó, gia đình lùm xùm như vậy, ông bà là người chết sớm. Anh hiểu không? Cho nên á, cái chú Thìn này nè là một cái người chồng rất nhu nhược, mà để cho vợ lên oan hết video này tới video kia, để cho cộng đồng, để cho các anh em YouTube, có người họ đưa lên để mà họ phân tích, họ cũng điên, đúng không? Họ phân tích, có phải cứ lôi đi lôi lại, lôi đi cái chuyện gia đình nhà mình không? Mà thầy Minh Tuệ thì chị nói mà, thật ra các anh em YouTube cứ nói là giờ làm hại hình ảnh thầy, không có hại gì đâu. Thầy đã buông bỏ gia đình, thầy đã cho cha mẹ ký cho thầy một cái đơn để thầy đi tu rồi. Thì thầy có nghe YouTube đâu, thầy có thấy, thầy thấy đó, đúng không? Nhưng mà những cái chuyện thầy thấy, thầy cũng xử lý được. Với thầy thì chị nói thật với em là hình ảnh thầy càng ngày càng sáng ngời, và thầy sẽ là một cái người đã buông bỏ rồi này. Thì thầy không màng những cái lời lẽ xung quanh nói gì đâu, khen thầy hay chê thầy đâu. Thầy vẫn là một cái người, 6 năm nay thầy đã đi tu, đi như thế rồi mà. Thầy tu theo con đường đó rồi mà. Cho nên thầy sẽ là cái người mắt, có nghĩa là không thấy, không nghe, để mà thầy đi theo cái sự quyết tâm của thầy, và thầy sẽ đắc đạo thôi. Em hiểu không? Nhưng mà người khổ nhất và người sẽ chết sớm đó là chính là cha mẹ của ông Thìn. Cái thằng Thìn này nó cũng ngu này. Chặn ngay cái con vợ của mình lại, chuyện trong nhà, đóng cửa lại mà nói với nhau. Cái gì mà con em Út, em dâu Út thì biết, chị nói cũng có nhiều bạn YouTube nói là dâu thì không có quyền trong gia đình nhà chồng, thì cái câu đó cũng hơi nặng. Đúng không? Không được. Dâu người ta cưới về thì cũng là có một cái quyền hành gì đó, nhưng mà mình phải biết mình là ai, mình ở đâu. Mình không phải lộng ngu như vậy, mà không thể hỗn láo như vậy buôn bán được. Thời gian vừa qua cũng nhờ cái hình ảnh của thầy, đúng không em? Không phải một mình cô Linh, nhờ hình ảnh thầy rất rất là nhiều cái cơ sở, cái công ty in áo, in khăn ABCD, người ta đều nhờ cái hình ảnh của thầy, đúng không? Nhưng mà mình là người em trong gia đình, đã nhờ được cái hình ảnh của thầy như vậy làm ăn thời gian vừa rồi, nó cũng khấm khá hơn bình thường, thì mình phải biết ghi nhận cái chuyện đó chứ. Tại sao mà đi lên oan như vậy để mà là nói những cái điều không có hay ho gì cả trong một cái câu chuyện, rồi càng nói thì người ta càng cười mình, chứ người ta cười ông Tuấn đâu.
đúng không? Ông Tuấn ổng làm việc là đang theo đúng pháp luật, chứ ổng không làm sai. Ổng làm sai thì nhà nước không cấp cho ổng giấy phép kinh doanh để ổng thành lập cái công ty đó. Phải, cái cô Linh là phải hiểu pháp luật nè, phải hiểu pháp lý nè, đúng không em? Cho nên chị theo quan điểm của chị là nhờ kênh của em, Thình nó nghe được từ cái kênh này, chấm dứt ngay cái hành động của vợ là video lên video loan 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 cái mỏ đi. Muốn sống tốt, muốn cho bình an yên thì phải thôi trên cái miệng đi. Tại vì cô này không phải là dân làm kênh truyền thông, đúng không? Như các em làm kênh truyền thông, các em đăng cái gì, các em có thể cắt cái gì, cái gì nên đăng, cái gì không nên đăng, đâu phải cái gì cũng đăng, đúng không em? Dạ đúng rồi. Do đó cho nên cái cô này không phải là dân làm truyền thông, đừng có không hiểu biết gì về kiến thức làm truyền thông thì tốt nhất im ngay cái miệng là để cho người ta lên rồi nói chẳng hay ho gì cả. Mà như vậy có phải là thứ nhất là mâu thuẫn anh em trong gia đình, tình thâm cái đã này, cha mẹ buồn này, đúng không? Yeah. Làm ăn thì cũng không phải thể thuận lợi được này. Có những cái người họ không có, có những cái trong quá trình trong cuộc sống xã hội nó đều có hai mặt. Một cái mặt họ thương mình á thì khác, một cái mặt họ không có thể thương mình được thì chính cái đó là cái hại mình. Cho nên lên cái cộng đồng, lên cái mạng xã hội á, nó như con dao hai lưỡi. Cho nên tốt nhất cái anh Thình này nè, phải kêu vợ mình. Thật ra bây giờ chị cái con vợ này làm Thình chứ không có anh em cha mẹ gì được hết. Còn bây giờ ông bà già rồi, ông bà đâu có lên đâu, ông bà già rồi hơi đau sức đâu nữa mà bảo ấy, có thì cũng kêu vô la cho hàng trận thôi là xong, đúng không? Nhưng mà cái cậu Thình này là chồng làm cái gì mà để cho vợ cứ lên mạng oan oan nói những cái lời không hay không phải như vậy. Chị nói là nó ngồi đâu nó live stream, nó ngồi đâu nó lên YouTube vậy, có phải nó ngồi trong nhà không? Dạ. Lấy ngay cái điện thoại, cúp ngay điện đi thì lấy đâu mạng để mà cho nó oan oan như vậy, để mà bây giờ để làm cho một cái tâm điểm để mà cộng đồng mạng là bực bội rồi này kia nọ khác, rồi nhiều cái kênh để mà có nhiều khi họ lợi dụng vô đó để mà họ xâm xia rồi họ thế nọ thế kia, đúng không em? Còn chị á thì chị thấy thật á là cái vấn đề mà cái hạnh của thầy, cái hạnh của thầy và cái tâm của thầy thì nói thật với em, thời gian vừa rồi cũng đầy người như con Miễn, như mấy cái người mà nó đánh phá thầy vậy, nó cũng chả có một cái bằng chứng gì để mà nó hại thầy được đâu. Tại vì thật ra cũng không có, ông thầy cũng không có những cái điều tệ hại để cho người ta lôi ra, em hiểu ý không? Do đó cho nên chị nói thẳng với em một điều là thầy thì thầy đi tu rồi, thầy không sân si, thầy bỏ qua, thầy biết hết tất cả mọi điều gì diễn ra sắp tới, thầy là người biết không ai biết đâu. Nhưng mà cái mà càng của con Linh này nó càng lên là nó càng ngu, nó càng lòi cái mặt của nó là tham lam này, đố kỵ này, ganh tị này, lòi ra chứ không có gì hết á em ạ. Cho nên chị cũng qua kênh này cũng chúc cho các em á đưa thông tin chính xác kịp thời, rồi chúc em nhiều sức khỏe nè, rồi chúc cho thầy là vượt qua hết tất cả mọi thứ để mà tu đến con đường giải thoát mà thầy đã chọn nè. Chúc ba mẹ của thầy là sống khỏe bình an, đừng bị nợ gì nhiều chứ người già rồi em à, thương ghê á. Chị, nói chung á là em cũng không muốn đăng tải những cái thước phim vừa rồi đâu, tại nào giờ em cũng không có đăng tải về thầy Minh Tại. Nói chung là em rất thương thầy, em không có muốn đăng tải những cái thước phim gì liên quan đến thầy Minh Tại. Nhưng mà trong cái sự việc lùm xùm vừa rồi á thì em muốn đăng tải lên để cho em cũng nhắn nhủ là cô Linh và anh Thành. Trong đúng cái sự việc muốn cái có cái do gia đình có xích mích cái chuyện gì thì hai bên giữa anh Tuấn và anh Thành và cô Linh ngồi lại nói chuyện, đừng có đưa lên cộng đồng mạng để cho người ta chê cười đó, cái đó là ảnh hưởng đến ba mẹ của anh Tuấn và anh đúng Thành rồi. Rất tội. Đúng rồi em, rất thương ông bà. Dạ. Thì em mới đăng tải lên chứ em chưa bao giờ em nói xấu về chị Linh và anh Tuấn, chỉ có nghe em chưa bao giờ em nói như những kênh khác. Em chỉ có em những cô chú anh chị mà góp ý em cảm thấy có đó hợp lại thì em đăng tải lên, chứ còn mà em không phải là làm gì cái like cái view mà em bất chấp. Em chỉ muốn là gia đình bên ba mẹ thầy Minh Tệ được im ấm như ngày trước vậy đó. Đúng rồi, tự nhiên đi bới ra linh tinh lung tung để cho thiên hạ người ta nhìn vô. Dạ. Giờ đẹp ra rồi những người mà nó
nó không có thái độ tích cực nữa thì nó lôi ra để mà nó xâm xỉa gia đình nhà mình. Trời ơi, chị nói em nghe, gia đình nào cũng có những cái khúc tắc hết á em à, làm sao bình yên được. Nhưng mà mình phải đóng cửa lại, mình đã là một gia đình rồi, có phước 30 đời mới làm dâu được nhà của ông bà đó em, mà không biết hưởng. Rồi bây giờ cái hoang hoang như vậy thì có phải là cái cô này là đúng là có phước mà không muốn hưởng rồi đây. Làm vậy để chẳng khác nào cho những người mà đang nói xấu về thầy, nó lợi dụng những cái thước phim đó để nó lên nó tấn công thầy, cho tội thầy, tội gia đình. Thì em cho cũng... Thì đây, vậy dạ. Em... Bởi em hy vọng rằng cô Linh và anh Thành và anh Tấn có nghe được cái video này. Cái video này em thấy chị nói rất là hợp lý. Em sẽ đăng tải lên liền cái video này. Em cũng hy vọng rằng bên gia đình của anh Thành và anh Tấn nghe được. Thì hai bên hòa giải nhau để cho gia đình im ắng, để đừng có ai mà xâm phạm đến gia đình của thầy Minh Tệ nữa. Thì rất là mừng. Chị nói em nghe nè, sáng nay á, là chị coi, ngồi coi cái kênh của em xong thì vừa coi qua cái kênh của bạn Tiến thì thấy là cái bạn nào chị để ý thì thấy là cái công thành lập công ty rồi. Anh Tuấn này đã thành lập công ty rồi, có nghĩa là khi chị nhìn thấy anh Tuấn đã treo bảng rồi, anh hiểu không? Dạ đúng rồi, cho nên chị mới thấy là đây là một cái sự đồng ý của chính quyền địa phương, ảnh xin giấy phép kinh doanh rồi đó. Tại vì chị đã từng là có công ty. Chị nói em nghe nè, chị đã từng có công ty, chị hiểu về vấn đề thành lập công ty. Không có phải tự nhiên người đến đó phải công, phải này kia nọ khác, đâu có phải tự nhiên anh thành lập cái công ty lên mà sở kế hoạch đầu tư cho anh thành lập cái công ty vơ vơ vân vẩn đâu em. Có sự giám sát của chính quyền địa phương. Với lại cái cô này cũng không có đủ trình độ gì cả để mà cô hiểu một cái việc gì hết. Cho nên cái gì nó cũng phải có pháp lý. Mình sống trong Việt Nam, mình sống trong đất nước Việt Nam, mình phải tuân theo luật pháp của Việt Nam. Đúng rồi. Đúng không? Mình có càng và đừng có nói cái chuyện ngu của mình ra, mình không đủ kiến thức thì tốt nhất không im, không nên nói. Nói chung là cái giữa anh Tấn ảnh mở công ty là cái công việc làm ăn của ảnh. Ảnh cũng đã có công ty trước rồi, giờ ảnh phát triển ra một cái công ty nữa. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, chứ có gì đâu mà phải lùm xùm chị, đúng không? Thực ra thì chị này nè, anh Tuấn này ảnh thành lập cái công ty này chắc chắn là ảnh đã có sự bàn bạc với cha mẹ ảnh, và nếu nha, đây là chị nói nếu chứ chị không biết trong nhà người ta. Anh Tuấn này mà ảnh thành lập cái công ty này, nếu để mà rồi sau này đưa thầy Minh Tuệ về để bảo vệ thầy, đúng không? Để cho đỡ một cái nặng cho các chính quyền địa phương, các nơi là có một cái công ty bảo vệ quyền lợi cho thầy với lại tu tập cho thầy, đúng không? Nhưng về phía của thầy Minh Tuệ thì chắc chắn anh Tuấn này cũng đã có sự trao đổi giữa cha mẹ và thầy rồi. Anh Tuấn này không phải tự một mình mà dám quyết định mà làm. Còn nếu anh Tuấn này thành lập lên cái công ty này để kinh doanh hay là để trong giấy phép kinh doanh ghi về những cái vấn đề khác á, thì chị không dám có ý kiến nha. Tại vì chị cũng không có biết là cái công ty này anh Tuấn này tiếp tới sẽ làm cái gì, em hiểu không? Nói chung là em không có quan niệm là anh Tấn mở cái công ty để đón thầy về. Cái chuyện đó chuyện riêng cá nhân của gia đình ảnh. Đúng rồi. Em không có bàn cãi đến. Đúng rồi. Em chỉ bàn cãi đến. Ảnh muốn làm bao nhiêu cái công ty đó là quyền của ảnh. Ảnh mở ra cái công ty gì đó là việc của ảnh. Đúng. Đó. Em chỉ bàn cãi một cái là cô Linh nên với anh Thành nên xem lại. Tốt nhất là im. Đúng. Đừng có để cho cộng đồng mạng người ta lên phán xét mình nữa, để cho gia đình mình trở lại như ngày xưa là em rất là vui. Em nói thật sự chị luôn, em không có muốn đăng tải lên những cái thước phim mà em nè, chị là chỉ là một cái khán giả thôi. Chị cũng có trong tâm nguyện chị cũng muốn là đến Gia Lai để đảnh lễ thầy. Nhưng mà nhiều khi chị nghĩ thôi, mình là một Phật tử ở xa thì mình có cái tâm mình nghĩ tới thầy, mình luôn luôn cũng mình cầu nguyện cho thầy bình an khỏe mạnh để thầy đạt tu đạt được cái quả, để thầy nhận được cái mục tiêu đại khái thầy đạt đắc đạo á, là mình mừng rồi, chứ cũng không nhất thiết mà mình phải lật đật chạy về cái chỗ nơi của thầy để mà mình quấy cồn ào thêm, rồi mình lại góp thêm một cái chuyện nữa là nhiều khi nó cũng ảnh hưởng tới trật tự á em. Do đó cho nên chị cũng thật sự là chị cũng chưa có đi luôn. Chưa có đi, nhưng mà hàng ngày chị vẫn theo dõi những cái kênh YouTube để mà nói về thầy. Chị theo dõi từ hai phía, chứ không phải một phía. Do đó cho nên chị có xem cái kênh của em chưa bao giờ mà quay thầy Minh Tệ một lần nào hết.
Em rất là thương thầy Minh Tệ, vì vậy em không có quay thầy Minh Tệ. Em tới quay thầy chẳng khác nào em đang lợi dụng hình ảnh của thầy em kiếm tiền. Em nói thật nên em không quay. Đúng rồi. Chị ơi, thì đó chị em, lên chị coi nhiều lắm, nhiều kênh lắm mà tự nhiên chị không bấm mà chị đi thấy cái kênh của em đang đăng lên, chị thấy cái tên của em nữa rồi là chị thấy em đăng nó rất là khách quan. Không nói ai, không nói ai cả, cho nên chị muốn nói lên cái ý của chị để cho cái bạn Thình với lại cái bạn Linh này nè, hai cái bạn này thôi chứ không có ai nữa hết. Anh Tuấn cũng không thể nào bắt con này nó im được. Em hiểu không? Tại vì cái kiểu mà ngang nè, ngang và ngông nè. Ngang và ngông của cái thái độ, cái tính của con Linh này nè. Ngang và ngông nè, cho nên không ai bắt im được đâu, chỉ có cái thằng Thình này nè, chồng mình thôi, bắt im đi. Bây giờ dù gì nữa cũng là chồng mà, chú Thình này cũng là chồng. Im ngay, em muốn cái gì á thì em phải nói chuyện với anh, với anh Tuấn, với ba mẹ. Ở đây còn cha còn mẹ má, có phải cha mẹ không còn đâu mà bảo là không có người giải quyết. Em hiểu không? Mà cha mẹ có mất rồi thì người ta nói rồi, quyền huynh thế phụ. Trong gia đình nào cũng vậy, em mà chị cũng đã từng là dâu. Chị cũng là dâu út đây. Nhưng trong gia đình có những cái vấn đề gì đấy, mình đều phải im. Để mà làm gì mình lắng nghe. Mình phải biết lắng nghe, mình sai chỗ nào, mình đúng chỗ nào. Và thôi dù gì nữa cũng là ông anh. Đúng rồi. Thì gia đình nó mới êm ấm được. Chứ còn nay mình cứ thế nọ, mai mình cứ thế kia, thì ông chồng mình ở giữa ông xử kiểu gì? Một bên vợ, một bên gia đình. Mà trong khi đây là cha mẹ còn sờ sờ ở đó. Mà hình ảnh của thầy Minh Tuệ vừa rồi là một cái hình ảnh của cộng đồng, của cả thế giới, của cả nước Việt Nam mình đều ngưỡng mộ thầy. Mình nói cái gì mình phải biết giữ lời. Mình nói cái gì người ta nói nè, phải suy nghĩ, phải đắn đo, nghĩ suy nghĩ. Người ta nói câu gì? Cái gì? Phải nghĩ chín lần hả, trước khi mở miệng thốt ra một câu, lời nói bay đi rồi không lấy lại được. Nó quan trọng vô cùng về cái lời nói của mình ra. Thì nói chung là bây giờ mình chỉ ao ước là mà anh Thành và cô Linh đã với anh Tấn giữa hai bên hòa hợp lại để cho vui vẻ, rồi anh Thành với cô Linh lên một cái clip ngắn để xin lỗi cả cộng đồng mạng. Xin lỗi cha mẹ và xin lỗi cộng đồng mạng thì chị chưa nói. Em nha, thôi thì bây giờ cộng đồng mạng á, là dù gì đi nữa thì cũng có người thương, người không thương. Đúng rồi. Nhưng mà cha xin lỗi cha mẹ mình. Xin lỗi cha mẹ Thình là quan trọng nhất, chị nói thật luôn. Dạ đúng rồi, đúng. Rồi sau đó sẽ xin lỗi cộng đồng mạng sau, xin lỗi cha mẹ là trước. Dạ, trời ơi, ông bà còn sờ sờ đó, mà ông bà là một người rất là nhân hậu. Chị nhìn, chị coi hình ảnh suốt thời gian vừa rồi. Ông bà rất là mệt nhưng ông bà vẫn tiếp khách các nơi tới để mà lại để mà thăm viếng nhà ông bà. Trời ơi, không có ai như được như vậy đâu em. Vậy mà không biết tôn trọng những cái hình ảnh đó của một cái nề nếp của một cái gia đình của mình, mà lên xa xả nói những lời không may, không phải như vậy. Cho nên chị nói á, em Thình à, em Thình ơi, em kêu vợ em ngưng ngay cái chuyện lên YouTube. Ha. Cái nhất, cái thứ hai, ngày nào đó em phải kêu vợ em và em chuẩn bị cho đàng hoàng, tâm thái cho thật là tốt. Để làm gì? Đi lên trên YouTube, mượn một YouTube của ai đó, hoặc là lên một cái khúc thôi, xin lỗi cha mẹ mình thời gian vừa rồi. Sau đó xin lỗi cộng đồng mạng. Trời ơi, chị nói em nè, đừng có ngồi đó coi thường cộng đồng mạng nha. Mà nói như lên những cái chuyện như cô Linh này là, chị nói thật, đó là một cái tội bất hiếu. Không phải đối xử không tốt là bất hiếu đâu nghe em. Lời lẽ không tốt với cha mẹ cũng là bất hiếu đấy. Đúng rồi. Chị nói nè, không bưng cho cha mẹ được miếng cơm, miếng canh ngon. Nhưng mà những lời nói này nè, đau thấu tâm can của cha mẹ đấy. Em ơi, tội này là tội bất hiếu còn lớn hơn cái tội mà nói là không chăm sóc cha mẹ đấy. Chứ đừng có nói nhiều hết đó. Chị nói thiệt luôn á. Dạ đúng rồi. Con Linh này tỉnh ra giùm cho chị cái thằng. Em Thình ơi, em tỉnh ra giùm cho chị một cái. Cha mẹ mình, để cho cha mẹ mình sống thêm được ít năm nữa. Với con, với cháu. Dạ, thì nói chung là em cũng hy vọng rằng anh Thành nghe được cái clip này, anh Thành phải biết cách xử lý cho nó gọn gàng, ổn định ở bên trong. Chứ đừng có để cho cộng đồng mạng mà đưa lên nữa, thì nó cũng không hay. Nói chung là ngày hôm qua cũng có người điện thoại đòi thưa em đồ tùm lum á. Thưa cái gì? Nói là em xúc phạm lên, mà chị xem em đâu có nói gì tới chị nói em nghe nè mà. Cũng chả có gì mà bảo là thưa hay xúc phạm, tại vì tất cả cái video các em đăng á thì em biết luật rồi,
đúng không? Luật vừa rồi để mà chị hàng đồ, cô hàng đồ những cái vị mà bị này kia là vi phạm luật hết. Thì các em làm nghề truyền thông thì các em phải hiểu điều này. Đăng lên cái gì phải, cái gì không phải, không nên nói xấu ai. Chẳng qua là mình chỉ khuyên người ta thôi chứ mình đâu có moi cái gì của họ đâu. Dạ đúng rồi, đúng em không đâu em? Có bao giờ mà cho em nên... đó. Đúng rồi, do đó cho nên là các em làm truyền thông các em phải hiểu về luật của cái ngành truyền thông này. Chị nói thật với em, bao chị năm nay 60 tuổi chưa bao giờ chị lên tiếng để mà chỉ trích hay là nói gì ai, nhưng bữa nay chị thấy cái em Linh này nè, chị thì có cái tính là hay góp ý xây dựng chứ không có chỉ trích. Có nghĩa như con cháu trong gia đình này hoặc là đồng nghiệp của chị này hay là nhân viên dưới cấp chị thì chị chỉ có sai cái gì chị kêu ra đằng sau quán cà phê chị nói em ơi cái đó không nên, không phải, chị nói riêng. Em hiểu ý chị không? Chứ chị không có chỉ trích giữa đám đông hay giữa cuộc họp hay là cái gì hết. Con cháu trong nhà chị cũng vậy, kể cả tất tâm của chị là muốn góp ý xây dựng. Nhưng mà vì á, chị nói thật với em ở một cái điều á, là chị, cái câu chuyện này này, là chị không có số điện thoại của Linh hay của ai hết á. Mà chị thời gian thầy xuất hiện, hồi nhân gà đưa hình ảnh của thầy lên gặp thầy dọc đường. Rồi tới sau này khi mà chị thấy các bạn YouTube cái thời gian vừa rồi đưa lên thì chị mới phát hiện là cái thầy này là hồi đó nhân gà có đưa lên đó. Rồi chị theo biết cả tháng luôn, mở mắt ra là chị nói thật với em cả hai tháng mấy tháng trời mà thầy bị vi hành là chị không làm gì được hết, cứ ngồi mở coi thầy cả ngày luôn. Coi cái sự đi lại của thầy, rồi cũng có những lần chị comment ở dưới những cái chỗ mà giống như Thành Trung nó đưa lên đó, là chị hay cũng coi coi xem của cái kênh của Thành Trung. Thì chú Thành Trung chú đưa lên thì chị có những cái lúc mà an ninh trật tự nó ồn ào quá, chị thấy mấy các cán bộ chức năng họ cũng quá vất vả đi, thì chị mới nói là thầy ơi, thầy mong thầy làm sao mà thầy ẩn tu đi, em hiểu không? Có nghĩa là cái tâm của mình muốn là thầy ẩn tu đi để cho thầy cũng bình an mà cơ quan chức năng cũng đỡ vất vả, vì thật sự là Phật tử thì quá yêu thương thầy. Cho nên người ta không thể nào ai ai ở đâu cũng tới để mà đảnh lễ thầy, muốn gặp thầy, cho nên nó tạo ra một cái sự làm trật tự không có được bảo đảm tốt, đúng không em? Thì cơ quan chức năng rất cực, cơ quan chức năng rất vất vả. Chị coi từng cái video, ngày nào cũng coi, chị nói thật với em là mấy tháng trời chị không làm ăn gì hết, ngồi chị coi thôi. Thời gian vừa rồi thì thôi, cái việc của thầy lắng xuống đi ẩn tu ở Nha Trang rồi thì thôi chị cũng không theo máy. Mấy hôm nay chị mở ra trở lại, chị nói lâu quá rồi không có biết, là cũng may thời gian vắng rồi mình không có coi, tại vì chị thấy là thầy cũng được bảo vệ tốt rồi, thôi thì mình cũng theo nữa, mình đi làm. Ở cuối cùng mấy hôm nay chị lại mở lên, chị lại thấy lâm xâm cái chuyện Linh. Trời ơi chán ghê. Cho nên chị mới vừa thấy cái kênh em đăng lên cái chỗ cái cô người công giáo mà cổ lên của nói Linh ấy, thì chị thấy số điện thoại để thì chị nhắn luôn cho em vậy đó. Cũng may là cũng có duyên cho nên em tiếp liền cái cuộc điện thoại này của chị. Thì đó, chị với em nãy giờ cũng tâm tư như thế. Cái lúc nào em nên đưa lên cũng không cắt ghép làm gì. Em hiểu ý không? Lúc nào em có thể bỏ đi. Khúc nào mà chị nói chuyện riêng với em có thể bỏ đi. Khúc nào chị muốn nói với Linh thì em cũng có thể bỏ vô. Chứ cũng không nên, mình không nói xấu ai. Mà chị là chị cũng muốn là Linh nghe được những cái này để dừng lại đúng lúc. Nói chung á là chị dòm cái ảnh từ cái tiêu đề của em, chị biết rồi, em chưa bao giờ mà nói xấu về gia đình của thầy Minh Tệ. Từ anh Thành hả chị Linh, chỉ có xúc phạm đến anh Tấn gì cái chuyện đó, chuyện bên gia đình của chị, nhưng mà mình chỉ góp ý để cho chị biết cái sai của chị là cái chỗ đó, để chị dàn xếp bên trong gia đình đừng có đưa lên nữa. Ở dưới cái tiêu đề là em cũng nên là những lời góp ý cho chị Linh. Theo chị là như thế, em cứ ghi là những lời góp ý của cộng đồng cho chị Linh, để cho chị Linh chỉ nhìn thấy cái tiêu đề như vậy thiết thực để mà chị vô chị xem. Anh Thình vô xem dùm đó. Em hiểu ý không? Chứ còn mình cũng nên ghi tiêu đề sát vào vấn đề mà cộng đồng đưa nhờ em chuyển tải. Giống như chị đây, là thật ra hồi nãy giờ chị coi đi YouTube, chị không có lưu số điện thoại bạn nào hết. Chị không tương tác với bạn nào hết, chị chỉ bấm like thôi. Em hiểu ý không? Có nghĩa là chị đăng ký và chị bấm like, nếu là cái kênh đó là chị thấy khách quan và nói đúng, truyền tải thông tin đúng theo cái kiểu là tích cực. Em hiểu không? Chứ không phải là tiêu cực thì chị like và chị đăng ký. Còn chị không hay lưu số điện thoại bạn nào hết. Chỉ có 7 đây là chị thấy em, rồi chị thấy em đưa lên vậy là chị mới lưu cái số điện thoại của em vô để mà rồi chị nhắn cho em mấy cái câu đó thôi. Chứ thật ra chị không đưa cái thông tin này tới một clip thứ hai nào hết của một bạn nào nữa hết.
Chị dạ. nói một lần duy nhất với cái kênh này của em thôi. Dạ. Nha. Tại vì tính chị là chị cũng không nhiều chuyện để mà nói là đăng lên để muốn thế nọ thế kia không. Chị chỉ muốn nhắn gửi tới Linh thôi. Nãy giờ em thấy chị là chị góp ý là cho gia tốt cho bên gia đình của chị Linh với anh Thành thôi. Chứ chị đâu có nói đó. Gì ai đâu. Đúng. Chị cũng chỉ muốn cho là cô Linh cô im đi. Thôi được dạ. rồi. Đừng nói nữa. Linh Thinh phải biết chấn chỉnh vợ mình, đừng có để việc này lần thứ hai nữa diễn ra, nó rất là dở ẹt đi. Người ta cười cô Linh chứ người ta cười gì ra em Tuấn với lại thầy đâu. Dạ, em hiểu ý không? Dạ. Cô Linh càng nói người ta càng cười cô Linh, càng sai. Rồi người ta đánh giá được trình độ cô Linh là tới đâu, không đủ dạ. tư cách để mà cạnh tranh gì với anh Tuấn ở đây cả, hay là bảo vệ thầy cả cô Linh này, không đủ tư cách làm điều này. Dạ. Em nha. Dạ. Thầy có bản năng, bản chất rất là quyết đoán của thầy là xin cha mẹ để ký một cái giấy cho thầy đi tu, là em biết thầy là người như thế nào rồi, không phải ai cũng làm được điều này. Đúng rồi. Cho nên thầy là có đường đi của thầy, anh Tuấn anh có một cái kế hoạch của anh Tuấn, cô Linh này cổ cũng có kế hoạch của cổ, nhưng mà cổ sai rồi, không nên nữa, tốt nhất im đừng nói nữa, vậy thôi em. Bây giờ em chỉ nói một câu vậy, nếu mà anh Tấn có cái gì ở trong đó thì giữa hai bên gia đình nói để hiện tại gì á, bây giờ cả thế giới đều yêu quý gia đình thầy Minh Tệ, mà cô Linh này lên nói vậy á thì ảnh hưởng rất là lớn, đúng không chị? Cho nên á, mình cũng muốn rằng cổ nghe được cái clip này, cổ nên khép lại cái lại chị nói em thế này nè, cô Linh này nè, cổ dùng những cái từ sai lắm. Một món mờ cái gì, cái gì thành lập công ty này để rồi gì nhờ? Mà một món xem một thầy món, như một món cái gì béo bở của nó, rồi là cái gì á hả, kinh doanh từ thiện, những cái câu đó là sai. Dạ. Nói chung là cái nói này, bây giờ anh Tuấn này nha, bây giờ chị nói rất khách quan, bạn Tuấn này mở cái công ty này ra, nếu bạn Tuấn làm sai nhà nước trị, nhà nước thu hồi giấy phép, chuyện đó là chuyện luật rồi. Đúng đúng. Ừ. Luật pháp là trên hết mà chị. Luật pháp người ta đã cho anh Tuấn này đăng thành lập cái công ty này. Chưa có biết cái mục đích của anh Tuấn này làm gì. Dạ đúng. Thành lập cái công ty này làm gì. Mà dạ, tự nhiên rồi. Mình là em trong nhà mà mình ngồi mình nói xa xả ra xả ra xả những cái điều không có nên nói. Đúng chưa? Dạ đúng. Còn đúng. Là về chuyện bảo vệ thầy, chị nói thẳng này. Nếu thầy có về Gia Lai, vợ chồng Thìn có ra bảo vệ được an ninh trật tự để cho thầy đi khất thực không? Không. Cơ quan chức năng sẽ rất là vất vả khi mà Phật tử đến để đảnh lễ thầy. Dạ. Đâu có gan được. Do đó cho nên bảo vệ tính mạng thầy, bảo vệ hình ảnh, bảo vệ cho thầy tu tập, hay là để cho thầy tu tập cho đắc đạo đắc quả.